Dương Dương đối đầu với chính mình trong tháng 4, chị Lộ Tư hay Lý Nhất Đồng sẽ là người có lợi nhất. Theo thông tin mới nhất được đưa ra cho biết, Dương Dương sẽ có tới 2 dự án phim cùng lên sóng trong tháng 4. Cách đây không lâu, bộ phim Đặc chiến Vinh Diệu của Dương Dương đã xác định lên sóng vào ngày 5 tháng 4 trên trang mạng Đăng Tấn. Thông tin này khiến người hâm mộ của nam diễn viên vô cùng vui mừng. Tạo hình quân nhân của chàng Ngụy Nam trong phim đã khiến bao người phải mê mẩn. Chưa kịp hết vui thì Đặc chiến Vinh Diệu lên sóng. Mới đây Đăng Tấn lại thông báo sẽ cho ra mắt Thản Thị Thiên Hạ trong tháng 4. Như vậy dự kiến Dương Dương sẽ có tới 2 bộ phim cùng lên sóng, khiến khán giả bàn tán xôn xao xem dự án phim nào của chàng Mỹ Nam sẽ thắng thế. Đặc chiến Vinh Diệu là bộ phim về đề tài quân đội, nội dung tuy không mới nhưng gây ấn tượng bởi những cảnh hành động mãn nhãn. Tạo hình quân nhân của Dương Dương trong phim cũng khiến dân tình vô cùng mong đợi. Trong bộ phim này, chàng Mỹ Nam 9X sẽ hợp tác cùng Lý Nhất Đồng. Tuy không phải là diễn viên nổi đình nổi đám nhưng Lý Nhất Đồng lại được đánh giá cao về nhan sắc xinh đẹp, diễn xuất đốt. Trong khi đó ở Thả Thị Thiên Hạ, Dương Dương nên duyên cùng chị Lộ Tư. Nhiều khán giả cho rằng dự án phim này có lợi thế nhiều hơn Đặc chiến Vinh Diệu, nguyên nhân là bởi quy tụ hai cái tên rất nổi tiếng hiện nay, lại thêm tạo hình cổ trang đẹp mắt mắt. Ngoài ra Thả Thị Thiên Hạ còn có lợi thế nhiều hơn Đặc chiến Vinh Diệu nhờ việc ghép couple chị Lộ Tư và Dương Dương. Trong bộ phim này cặp đôi sẽ có rất nhiều cảnh thân mật, trong khi đó Đặc chiến Vinh Diệu lại không phát triển tuyến tình cảm nam nữ mà chỉ có tình đồng đội. Có đến hai phim cùng lên sóng trong tháng 4 này, khán giả kỳ vọng rằng Dương Dương có thể tạo được tiếng vang lớn. Năm ngoái anh chàng cũng từng rất thành công khi vào vai Vu Đồ, đóng cặp cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Bộ phim Đặc chiến Vinh Diệu lên sóng vào ngày 5 tháng 4 trên trang mạng Đăng Tấn, trong khi đó Thả Thị Thiên Hạ được xác định sẽ lên sóng vào ngày 15 tháng 4. Vậy bạn có suy nghĩ Lý Nhất Đồng hay Triệu Lộ Tư sẽ có lợi thế hơn? Đừng ngại, hãy comment ý kiến của bạn ở phía dưới video cho chúng tôi biết nhé! Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của P-Vlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!